5 năm bị đau xương khớp lâu ngày cũng sẽ khỏi nhờ nắm lá này. Mồng tơi là một món ăn dân dã, quen thuộc đối với nhiều người trong những ngày hè oi nóng. Ngoài công dụng giải nhiệt, nhuận tràng thì loại rau này được ví như thần dược, giúp hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp lâu ngày, hiệu quả được nhiều người áp dụng và đã thành công. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để xem hướng dẫn cách chữa bệnh chuẩn nhất nhé. Công dụng chữa lành đau nhức xương khớp bằng rau mồng tơi. Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, có tác dụng trị được nhiều bệnh lý khác nhau như táo bón, đái dắt, tiểu tiện không thông, cầm máu, yếu sinh lý. Nhưng dừng lại ở đó, mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng rau mồng tơi có công dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp cho bệnh nhân rất an toàn và hiệu quả. Theo đông y, chứng đau nhức xương khớp thuộc phạm vi chứng tí. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do vệ khí của cơ thể không đủ, làm các tà khí phong hàn, thấp và nhiệt xâm nhập vào gân, cơ, xương khớp, kinh lạc dẫn đến sự vận hành của khí huyết tắc lại, gây sưng đau các khớp. Đối với người cao tuổi có can thận hư hoặc bệnh tật lâu năm khí huyết giảm sút, xương khớp bị thoái hóa, teo cơ, biến dạng và dính khớp. Có rất nhiều cách để chế biến món ăn ngon, bổ dưỡng từ rau mồng tơi. Ấy thế nhưng, để chữa bệnh đau nhức xương khớp thì bạn nên nấu canh xương móng giò với mồng tơi mới phát huy tác dụng trị bệnh. Hướng dẫn cách nấu canh giò mồng tơi trị đau nhức xương khớp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: mồng tơi, chân giò và rượu trắng là những nguyên liệu không thể thiếu để chế biến món canh ngon trị bệnh xương khớp. Rau mồng tơi 1 mớ, móng giò 1 cái, rượu gạo 1 chén. Cách chế biến: bước 1, đem móng giò hơ qua trên lửa để làm cháy sạch các sợi lông, hoặc bạn có thể dùng dao làm cạo, lọt móng và rửa thật sạch. Bước 2, cho xương vào nồi, đổ ngập nước, cho một thìa muối rồi luộc sơ qua. Khi nước sôi, bạn đem nồi nước xương đổ nước đi, rửa sạch xương. Bước 3, cho chảo lên bếp, phi thơm hành khô với chút dầu ăn và mắm rồi cho xương, hạt nêm, mì chính, muối bột canh vào xào trong 5 phút. Sau đó đổ nước lạnh sạch vào, ninh sôi, vặn nhỏ lửa. Để ninh xương nhanh, bạn có thể thêm 1-2 viên đá hoặc nước soda vào nồi. Trong thời gian ninh xương, bạn nhặt rau mồng tơi, rửa sạch và thái nhỏ theo sở thích. Bước 4, khi xương đã chín đều, bạn vặn lửa to lên và cho rau mồng tơi vào khoảng 3-4 phút cho nhừ rau. Trước khi nhấc nồi canh xuống, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cuối cùng, hãy đổ một chén rượu vào và quấy đều, dùng canh còn nóng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Và tép tỏi bóc vỏ vào đá chai nước. Thành quả sau đó khiến chị em nào cũng muốn làm theo. Quá tuyệt vời chị em ạ. Tỏi là một loại gia vị thường được dùng thêm vào các món ăn bởi hương vị thơm ngon và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Tỏi chứa ít calo, chỉ khoảng 42 calo trong mỗi khẩu phần ăn, và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, vitamin B6, mangan, selen, kali và canxi. Nếu có thể tự trồng tỏi, bạn sẽ không phải lo về chất hóa học, bảo quản. Phương pháp thủy canh tỏi siêu đơn giản sau đây sẽ giúp bạn có những nhánh tỏi tươi ăn quanh năm, không phải lo đi chợ mua bán. 1. Dùng dao cắt lấy đáy chai nhựa, chiều cao khoảng 10cm. Chiếc đáy chai nhỏ này sẽ là nơi chúng ta dùng để thủy canh tỏi. Bạn có thể chuẩn bị 2 hoặc 3 chiếc đáy chai đơn giản như vậy. 2. Chọn khoảng 3 củ tỏi giống mẩy không bị héo, trầy xước. 3. Bóc vỏ, ngâm tép tỏi trong nước lọc trong khoảng 12 giờ. 4. Sau đó xếp tỏi gọn gàng vào đáy chai đã cắt sẵn. 5. Đổ nước vào xăm xắp mặt tỏi, chừa một chút chốt để ra mầm. 6. Đặt ở nơi thông thoáng và có ánh nắng. Giờ bạn có thể thư thái ngắm những mầm tỏi xanh mướt lớn lên từng ngày. Khi mầm tỏi nhô tương đối cứng cáp, bạn có thể trồng chúng dưới đất vườn hoặc trồng trong các thùng xốp. Lắp đất kín các tép tỏi, rễ tỏi sẽ phát triển nhanh và mạnh nếu gặp thời tiết ấm áp.
Sau từ 2 đến 3 tháng, tỏi sẽ ra hoa. Hoa tỏi mọc thành cụm trên đầu, một trục hình trụ từ thân củ kéo dài ra. Bạn có thể thu hoạch những thân trụ và hoa, được gọi là ngọc tỏi, để chế biến các món xào cực hấp dẫn. Để thu hoạch tỏi đúng thời điểm, bạn hãy quan sát bằng lá tỏi. Số lá tỏi mọc quanh thân tương ứng với số tép của củ bên dưới. Khi 1/2 số lá khô héo, có nghĩa tỏi đã sẵn sàng để bạn thu hoạch. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cô bán sầu riêng 12 năm, chỉ cách phân biệt sầu riêng hóa chất cực dưỡng. Ai không biết thì tiếc cả đời. Chuyện là thế này các mẹ ạ. Em là em thích ăn sầu riêng lắm. Chỉ nghĩ tới vị thơm ngon béo ngậy của sầu riêng là em đã chịu không nổi rồi. Hồi trước, lúc còn ở nhà, cứ đến mùa sầu riêng là em lại được về vườn nhà ông ăn thỏa thích. Phải nói là sầu riêng miền Tây quê em ngon hết ý ạ. Thế nhưng mấy năm nay, do em lên Sài Gòn học rồi đi làm, cứ mỗi lần tới mùa sầu riêng là thèm chảy nước miếng luôn mà chẳng dám mua ăn. Tại em thấy mấy bài báo đăng tin sầu riêng bị ngâm thuốc nên em sợ quá ạ. Lần trước em cũng liều màng mua về một trái rồi ăn và kết quả là bị tào tháo rượt cả đêm. Giờ cứ mỗi lần đi ngang mấy hàng sầu riêng là em cầm lòng không được, nhưng mà nhớ lại cái vụ lần trước nên chừa. Cho đến mấy hôm trước đang đi làm về thì em chợt nghe mùi sầu riêng thoang thoảng đâu đó. Thì ra đường em đi làm về hàng ngày là đi ngang một khu chợ trái cây nên bị dính mùi sầu riêng là phải rồi. Dừng xe lại quan sát xung quanh thì em mới thấy hàng sầu riêng của một cô bán gần đó. Thèm quá chịu không nổi, em đánh liều đến mua đài. Vừa bước xuống xe đến lựa là cô bán hàng đã cười niềm nở với em rồi. Ấy vậy mà em cứ lựa hoài nhưng không dám mua, cứ sợ sợ sao đó à. Hết xem cuốn lại xem vỏ sầu riêng xem thế nào. Thấy em lựa lâu quá nên cô bán hàng cũng xin nghi hay sao ấy. Chắc cô cũng hiểu được em đang lo lắng chuyện gì nên tươi cười bảo với em: con sợ sầu riêng cô bán không đảm bảo chất lượng đúng không? Nếu vậy thì cứ để cô chỉ cho cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc với sầu riêng chín tại vườn nhé. Cô chỉ con để con biết, chứ đó giờ cô bán sầu riêng ở đây cũng được 12 năm rồi, cô không có làm mấy chuyện thất đức vậy đâu. Nghe cô nói, em ngượng ngùng vô cùng các mẹ ạ. Chỉ biết nhìn cô cười trừ luôn. Xong rồi cô chỉ em cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm hóa chất như thế này nè các mẹ. Cô nói, với sầu riêng chín tự nhiên, ấn nhẹ vào cuống sẽ cảm giác cuống ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi, gai mới, xanh cứng, còn sầu riêng ngâm hóa chất thì ngược lại. Cụ thể cô bảo dấu hiệu để nhận biết sầu riêng bất thường là như thế này ạ. Về gai và cuống, nếu là sầu riêng được ép chín bằng thuốc, thông thường người ta sẽ hái quả xanh trên cây rồi mang về giấm thuốc. Do để lâu hơn nên quả hay bị héo, thối hoặc rụng gai, bị bầm dập và màu sạm đi. Trong khi đó, với sầu riêng chín tự nhiên, khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào cuống sẽ có cảm giác cuống ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi. Các gai trong cũng tươi mới, xanh cứng. Trên bề mặt vỏ, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như vừa sờ vào thuốc nhuộm thì là sầu riêng ngâm hóa chất. Sầu riêng chín tự nhiên có phần mềm thịt hơn. Về muối sầu riêng, với sầu riêng chín tự nhiên sẽ dễ dàng tách rời được các muối. Các muối màu vàng óng, béo ngậy và thịt sầu riêng rất dễ mềm. Ngược lại, sầu riêng chín ép bằng hóa chất rất khó để tách muối. Muối màu vàng nhợt, ăn rất nhạt. Đồng thời thì sầu riêng cũng bị sượng hơn. Về mùi vị, sầu riêng bị ngâm hóa chất, khi chín không có mùi thơm nồng đặc trưng, đôi khi không có mùi. Trái sầu riêng chín cay tự nhiên thì có mùi thơm nước mũi, đi từ xa vẫn có thể ngửi thấy được. Ngoài ra, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như sờ vào thuốc nhuộm thì không nên mua. Đó thường là những quả còn non hoặc bị sượng. Bên cạnh đó, để chọn sầu riêng ngon thì nên chọn quả có gai nở to đều, cứng chắc và ít nhọn. Khi bóp hai gai gần nhau lại với nhau, quả non thì gai sẽ mềm, quả già thì gai cứng.
chỉ dẫn tận tình cho em cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc, rồi cô còn tốt bụng chỉ cho em sầu riêng ngon nữa. Tại cô bảo nhìn em còn trẻ quá, chắc là sinh viên nên chưa có kinh nghiệm mấy vụ này đâu. Cô bảo để chọn sầu riêng ngon, phải chú ý những điều sau đây. Hình dáng. Trái sầu riêng nào có hình dạng không đẹp mã thì thường ít hỏng và chất lượng cũng ngon hơn trái sầu riêng to tròn, nhìn bắt mắt. Điều này nhiều người không có kinh nghiệm thường mắc phải, bởi thường thấy quả to và bắt mắt là lấy ngay. Cuốn. Càng để lâu thì cuốn càng teo lại. Do đó, khi mua, bạn nên chọn những trái cuốn đừng quá héo vì trái đó chắc chắn là lâu rồi. Thông thường với loại trái cây để lâu ngày, người bán sẽ cắt bớt phần đầu đen của nó khiến người mua tưởng là mới hái. Gai. Nở to đều, ít nhọn, cứng chắc. Bóp hai đầu gần nhau lại với nhau, nếu quả nào già thì gai cứng, quả non, gai sẽ mềm. Nói xong một tràng cho em nghe, mặc cho em đang còn ngơ ngác tiếp nhận quá nhiều thông tin xa lạ, thì cô đã nhanh tay cầm trái sầu riêng trước mặt em lên, dùng một thanh dài gõ vào vỏ. Xong cô bảo, đấy còn có nghe thấy tiếng bịt bịt hay bột bột không? Em lắng tai nghe cô làm lại lần nữa, thì đúng là nghe tiếng bịt bịt thiệt. Rồi cô bỏ trái sầu riêng xuống và bảo, nghe thấy tiếng vậy thì chứng tỏ là sầu riêng ngon đó. Còn chừng nào con nghe chắc cứng như cong cong hay bong bong thì con nên đổi trái khác vì trái đó không ngon đâu. Nghe cô nói xong, em lấy một trái gõ gõ thử rồi quan sát xem mấy dấu hiệu cô vừa chỉ ở trên, cuối cùng quyết định mua một trái to luôn. Bữa đó mang về nhà, mở ra lấy ruột làm sinh tố uống ngon hết ý luôn ạ. Thiệt, không nhờ cô bán hàng tốt bụng, chắc em nhịn thèm sầu riêng đến chết luôn. Đấy, một số kinh nghiệm mà cô bán sầu riêng lâu năm nói cho em biết. Em thấy hay quá, giờ chia sẻ để các mẹ biết cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm thuốc ạ. Chúc các mẹ lựa chọn sầu riêng thành công nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cứ tưởng ăn mít nóng, khó tiêu, ai dè sốc khi phát hiện ra công dụng chữa xấu bệnh tuyệt vời này. Tôi ăn mít thay cơm như vậy trong 2 ngày liền, nhưng tuyệt nhiên không thấy bị nóng, bị ngứa, bị đổi mụn nhọt hay khó tiêu gì cả. Đây là chia sẻ của độc giả Hoàng Hải Yến, 35 tuổi ở Bắc Ninh, về món mít ưa thích đang vào mùa. Chị đem điều này hỏi bác sĩ dinh dưỡng thì được biết, mít chỉ nóng đối với những ai có cơ địa thường xuyên bị mụn nhọt, chóp lèo, chỉ khó tiêu với người bị suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu kém. Còn lại, với người có thể trạng bình thường thì ăn mít vô tư, bởi mít là loại trái cây giàu năng lượng và rất tốt cho tiêu hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mít là loại trái cây có rất nhiều dưỡng chất thiết yếu như kali, vitamin A, vitamin C, cùng những khoáng chất như sắt, magie, đồng, kali và chất xơ và nhiều chất chống ung thư. Do vậy, ăn mít rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người đã có quan niệm sai lầm về loại quả bổ dưỡng tuyệt vời này. Những quan niệm sai lầm về việc ăn mít. Ăn mít khó tiêu, không đúng. Vì mít rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề đầy bụng, khó tiêu. Nó làm giảm nhiệt và kích thích hoạt động của dạ dày, cải thiện dòng chảy của dịch tiêu hóa, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Trong mít có chứa rất nhiều vitamin C và chất xơ có lợi cho tiêu hóa. Chất xơ có trong quả mít được tiêu hóa rất nhanh, cho phép điều chỉnh hoạt động tiêu hóa của ruột. Nó giúp thúc đẩy quá trình loại bỏ chất thải từ thức ăn ra khỏi cơ thể chúng ta. Vì chất lượng chất xơ cao, mít là loại trái cây tuyệt vời có thể giúp bạn giảm thiểu và phòng ngừa bệnh táo bón. Ăn mít sẽ khiến bị tăng cân, không đúng. Ngược lại, ăn mít còn giúp bạn giảm cân rất hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách và hợp lý. Quả mít rất giàu vitamin C, chất xơ, kết hợp với protein làm cho chất béo bị đốt cháy hiệu quả và làm giảm trọng lượng cho cơ thể. Bản thân mít không có chất béo, có chứa rất nhiều chất xơ, cho nên sau khi ăn sẽ chiếm rất nhiều không gian dạ dày, làm cho ta dễ có cảm giác no. Theo đó, khống chế được lượng ăn vào, tránh được tình trạng béo phì do ăn uống nhiều. Mít sẽ làm bạn tăng cân chỉ khi bạn ăn quá nhiều. Nếu ăn với liều lượng hợp lý, mít hoàn toàn có thể giúp bạn giảm cân và tốt cho sức khỏe. Ăn mít nhiều gây nóng, sinh ra ngứa ngáy, chốc lỡ, mụn nhọt, không đúng. Theo chuyên gia dinh dưỡng,
Bất cứ loại quả chín nào cũng là nguồn cung cấp vitamin và muối khoáng quan trọng trong chế độ ăn của mỗi người. Vì ăn trực tiếp, không qua nấu nướng, nên quả chín giữ nguyên được hàm lượng vitamin và khoáng chất. Trong muối miết chứa nguồn vitamin C, vitamin A dồi dào, giúp cơ thể tăng sức đề kháng rất tốt, giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa một cách mạnh mẽ. Nhờ những tác dụng như vậy, nên ăn miết không những không gây mụn nhọt, chốc lửa, mà ngược lại, giúp duy trì đủ độ ẩm của làn da, bảo vệ da khỏi bị khô, bệnh vảy nến, mụn trứng cá và nếp nhăn. Tuy nhiên, chỉ có những người hay bị cơ địa mọc mụn nhọt, rôm sảy hay bị chắp lẻ mắt không nên ăn nhiều. Nguyên nhân là bởi hàm lượng đường cao trong quả chín sẽ làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu, nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, chốc lửa. Những lợi ích tuyệt vời khác của quả miết: chống lại bệnh ung thư. Miết rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, kali, góp phần làm giảm nguy cơ stress có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Đồng thời, một nghiên cứu gần đây cho thấy một hợp chất trong quả miết được gọi là linan và saponin có hiệu quả giúp ngăn ngừa ung thư. Những loại chất dinh dưỡng thực vật có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể và làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh liên quan đến thoái hóa. Ổn định huyết áp cao. Kali là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng cho những hoạt động của hệ thần kinh, có tác dụng làm giảm mức huyết áp. Trong quả miết chứa hàm lượng kali cao, với những người bị tăng huyết áp, quả miết có tác dụng tăng cường khả năng giải độc của gan, xúc tiến quá trình chuyển hóa cholesterol và dự phòng xơ vữa động mạch. Ăn miết thường xuyên là cách để làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Giúp xương chắc khỏe. Các nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng các thành phần trong miết góp phần làm cho xương chắc khỏe. Trong miết chứa rất nhiều magie, một chất dinh dưỡng quan trọng cho việc hấp thụ canxi giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như viêm khớp, loãng xương, ngăn ngừa thiếu máu. Miết được biết đến với tác dụng tăng cường máu, rất tốt vì nó giàu chất sắt. Ngoài ra, quả miết cũng chứa nhiều các dưỡng chất như kali, natri, vitamin C và vitamin A, nên nó có thể làm tăng sự hấp thu và nồng độ oxy trong máu, giảm nguy cơ thiếu máu hiệu quả. Bên cạnh đó, miết còn có tác dụng thúc đẩy hoạt động bình thường của các tế bào hồng cầu trong cơ thể, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim. Cũng giống như hầu hết các loại trái cây và rau củ khác, miết cũng là loại trái cây thân thiện đối với tim mạch vì lượng vitamin B6 cao trong miết có thể làm giảm homocysteine trong máu, yếu tố gây nên bệnh xơ cứng động mạch. Phòng ngừa chứng quán gà. Miết chứa lượng vitamin A bằng lượng vitamin A của khoảng 1/4 ly cà rốt, nên loại trái cây này có khả năng phòng ngừa các bệnh về mắt như chứng quán gà. Giữ tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Đồng là khoáng chất, giữ vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất cho cơ thể, đặc biệt là sự sản sinh và hấp thụ hormone. Ngoài ra, nó còn giúp cho tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Miết là nguồn thực phẩm tập hợp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, trong đó có khoáng chất đồng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại cỏ quý hơn vàng, bà đẻ con nít khỏe mạnh quanh năm, mọc đầy ít người biết. Hồi còn bé xíu, em và lũ bạn hay ngắt cỏ này để chơi đồ hàng. Sau khi về làm dâu, mới biết nó lại là loại thuốc quý mà y học cả Đông lẫn Tây đều quý trọng. Em thấy một số chị từng tuyên bố gạch mặt các bài thuốc dân gian, phần vì dùng lâu mà vẫn chưa thấy tác dụng, phần vì gặp một vài tai nạn trong quá trình dùng nên tưởng. Nhưng em khuyên thật các chị nhé, làm như vậy là thiệt lắm đấy ạ. Bản thân em cũng là một bà mẹ, đọc cũng nhiều, đi nhiều và chẳng bao giờ tin vào những quan niệm lạc hậu, cổ hủ để áp dụng nó trong cách chăm con của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người quan sát, để ý nhà hàng xóm và thử nghiệm con mình. Em cho rằng vẫn có một số bài thuốc dân gian thực sự tác dụng, nếu không nói là rất hiệu nghiệm. Nếu các mẹ chưa tin, hãy xem em làm chuột bạch thế nào nhé. Hồi có bầu được 8 tuần, do em không biết mình mang thai nên cứ chạy sắp chạy ngửa, lo việc cửa hàng. Kết quả là em bị động thai, chảy cả máu. Vì khi ấy em mang bầu con trai đầu,
lại là cháu đích tôn của cả nhà, nên chồng em phải cất công rước mẹ chồng từ dưới quê lên chăm. Lúc lên, bà mang theo rất nhiều thứ cây trồng trong vườn nhà, trong đó có cả một bịch cỏ bừ, dài dài mà mới nhìn em chưa đoán ra là gì. Bà bỏ ra cho xem, em mới biết loại cỏ này, ngày trước em và lũ bạn vẫn thường bước, cho lên bắt dê thương và chơi chọi gà. Nghe má nói, lấy cỏ này xắt nước để uống, tưởng nói chơi, ai ngờ hôm sau má làm thật. Má bảo đây là cỏ mần trầu, chỉ cần em chăm chỉ uống ngày 2 lần, buổi sáng và tối, thì ít hôm nữa sẽ hết động thai mà chứng ốm nghén cũng khỏi luôn. Ban đầu em cũng hơi ngại uống, vì từ trước giờ chỉ trồng thuốc tây, vừa nhanh hiệu quả, lại là cả xã hội người ta đều dùng. Nhưng vì má chồng cứ kè kè bên cạnh nên chẳng dám bỏ. Cũng may cho em, vị của nó dị uống, vị ngọt ngọt và hơi đắng đắng tí tẹo. Sau 5 ngày uống liên tục thứ nước này, chồng đưa em đi tái khám lại, đến cả bác sĩ cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Từ sau lần ấy, em bắt đầu tin tưởng công dụng của cỏ mần trầu này, nhưng cũng không nghĩ nó lại có nhiều lợi ích như thế. Lúc em sắp sinh, má chồng lên thăm cũng đùm đìa qua quê và không quên gói cho em một bịch cỏ mần trầu, dặn dò: con đẻ xong, nấu nước cỏ mần trầu uống thì dịch sẵn sẽ mau hết. Nếu con bị vàng da, trúng ngày trời không có nắng, lấy cỏ này tắm cho con thường xuyên sẽ khỏi ngay. Còn không, cứ lấy nó tắm cho thằng bé hằng ngày, để sau này có mũi chích hay con gì cắn sẽ không bị ghẻ lửa, da dẻ cũng mát mẻ. Nhớ lời má dặn, sau sinh em cũng nhờ mẹ ruột sắc uống thử xem sao. Thấy em chỉ mới 2 tuần đã sạch sẵn dịch, bé mẹ đẻ em đã có kinh nghiệm sinh cả 5 đứa con cũng còn phải há hốc miệng không tin. Về phần con em, tuy cu không bị vàng da, nhưng em cũng lấy cỏ này nấu nước cho bé tắm thường xuyên. Lại thêm lần nữa, em chứng thực cỏ này đúng là sự thật. Như những đứa trẻ khác, mỗi lần bị con gì cắn thì nổi sưng đỏ, lở lét và để lại sẹo thâm, chứ còn em thì không. Đã vậy, em cũng chưa thấy con nổi được rôm nào, dù thằng bé đến nay đã được hơn 3 tuổi. Qua rất nhiều lần sử dụng, với nhiều mục đích khác nhau, em cũng rất tò mò về loại cỏ thần sầu này, nên mày mò tìm hiểu thêm. Dưới đây là những gì em biết về công dụng của loại cỏ này, cũng như các bài thuốc quý cho bà bầu lẫn trẻ nhỏ. Các mẹ có thể nghiệm xem nhé. Nhận biết cỏ mần trầu. Tên gọi thông thường nhất là cỏ mần trầu, nhưng một số vùng quê khác còn gọi nó là cỏ vườn trầu, cỏ mần trầu hay cỏ gián. Cỏ này mọc nhiều ở ven đường, ven bờ ruộng hoặc các bãi đất hoang. Rễ của cỏ rất chắc, khỏe và thân cao tầm ngang đầu gối, 15-90cm. Mỗi cây cỏ đều có bông, tẻ ngón từ 5-7 nhánh, tuổi đều theo vòng tròn. Tất cả bộ phận của cỏ từ rễ đến thân, hoa quả đều có thể dùng làm thuốc. Ở đây, em xin chia sẻ với các mẹ các bài thuốc cho bà bầu và trẻ nhỏ mà em đã sưu tầm được từ các nguồn tài liệu y học khác nhau. Để chăm bà bầu, trị chứng cao huyết áp thai kỳ. Lấy cỏ cây, gồm rễ, sau khi rửa sạch, thái nhỏ và cân đúng 50g. Lấy phần cỏ này đi giã nát và hòa với một bát nước sôi. Cuối cùng, bắt lấy nước trong để uống ngày 2 ngày. Vì cỏ đã có vị ngọt tự nhiên nên không cần thêm đường. Nhưng nếu thấy quá khó uống, có thể thêm chút xíu đường. Trị động thai, táo bón, lo âu, non ngán, đau đầu hoặc tức ngực. Phơi cỏ mần trầu khô, ngày lấy 12-16g nấu với 500ml nước, còn lại 300ml và uống ngày 2-3 lần. An thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. An thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống ngày. Tất cả đem rửa sạch. An thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống hàng ngày. Để sản dịch mau hết, ngày xắt 50g cỏ mần trầu, lấy nước uống từ 2-3 lần để sản dịch mau hết và cơ thể sạch sẽ từ bên trong. Ngoài ra, để chống rụng tóc như mưa sau sinh và chữa bệnh sa tử cung, người ta cũng dùng đến cỏ mần trầu. Để chăm các con trẻ mụn nhọt, rôm sảy, nổi ban đỏ, tưa lưỡi,
Lấy khoảng 120g cỏ mần trầu tươi rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cho trẻ uống. Nếu là cỏ khô, lấy 20g sắc với 400ml nước, còn 100ml và chỉ uống ngày 2 lần. Trị trẻ bị viêm da, vàng da. Lấy 60g cỏ mần trầu sắc lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng công hiệu, có thể tìm cây tổ cán đường, một loại cây gió, khoảng 30g để sắc nước cùng. Trị trẻ bị sốt cao, co giật. Lấy 120g cỏ mần trầu sắc với 500ml nước, còn lại 300ml. Sau đó thêm ít muối và cho bé uống liên tục trong vòng 12 tiếng đầu. Trị trẻ bị cảm, nóng sốt. Lấy 16g cho mỗi loại gồm cỏ mần trầu và cỏ chanh để sắc lấy nước cho bé uống. Phòng ngừa viêm màng não truyền nhiễm. Mỗi ngày sắc khoảng 30g cỏ mần trầu và cho bé uống liên tục trong 3 ngày vào thời điểm dịch viêm màng não xuất hiện. Sau đó, cách 10 ngày lại cho bé uống với liều lượng tương tự. Trẻ đái dầm. Lấy 20g cỏ mần trầu, 20g mùi tàu, 20g rau ngổ, 10g cỏ sữa lá nhỏ đem rửa sạch và sắc cho bé uống sau bữa ăn chiều. Trị độc trong, ghẻ lỡ, mẩn ngứa. Lấy 50g mần trầu tươi, giã lấy nước cho bé uống ngày 2-3 lần. Trị viêm gan, vàng da. Trẻ có dấu hiệu vàng da do viêm gan. Lấy 50g cỏ mần trầu tươi, 20g rễ tổ kiến được, sắc lấy nước uống ngày 3 lần. Trị bong gân. Bé vui chơi, chạy nhảy bị té ngã, bong gân. Lấy cỏ mần trầu giã nhỏ và đắp trực tiếp lên chỗ bị bong gân. Sau đó dùng vải sạch quấn lại. Sau khoảng 3 ngày trị, trẻ sẽ khỏi. Đây là chia sẻ của em. Các mẹ có thể thử hoặc không tùy lựa chọn. Tuy nhiên, sau thời gian bầu bí và chăm sóc con nhỏ, em rút ra được một điều này. Đôi khi bản năng người mẹ sẽ chỉ cho mẹ biết phải làm gì, thay vì luôn răm rắp theo lời bác sĩ hoặc một lời chỉ dẫn nào đó. Vì vậy, chỉ có mẹ mới là người chăm con tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mát gan, giải độc gan bằng tiên dược, chữa bách bệnh ít ai biết. Lá chanh. Lá chanh là một nguyên liệu không thể thiếu khi ăn thịt gà. Nhưng ít ai biết lá chanh cũng là tiên dược chữa được nhiều bệnh. Theo các sách đông y ghi chép, lá chanh có vị ngọt cay, tính bình, trị khái, sát khuẩn, tiêu đờm. Trong các bài thuốc nam, lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông. Nguyên nhân là trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Khi dùng làm thuốc, lá chanh thu hái về rửa sạch, thái nhỏ hoặc để nguyên, phơi khô ở nơi không có nắng, bảo quản nơi khô ráo để dùng dần hoặc có thể dùng tươi. Sau đây là một số công dụng của lá chanh. Trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể, trị sốt rét dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml, lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm. Uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. Chữa sâu quản. Lá chanh non, lá diếp cá, lá húng chanh, lá mùi tàu, tất cả hái khi còn tươi, mỗi thứ một nắm, thái nhỏ trọn cho đều, gói vào lá chuối hơi nóng, rạch cho thoáng rồi buộc lên vết lép. Sau 24 giờ mới mở và thay miếng khác. Chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá xong với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà, xả và tỏi, sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ xong, bạn hãy sử dụng cách uống như sau. Lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dùng hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắc còn 150ml, uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. Lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông, chữa nhức đầu giải cảm, chữa ho do lành. Gừng tươi và lá chanh, mỗi thứ một ít, sắc từ 400ml nước xuống còn 100ml, khi uống cho thêm một ít đường, cổ họng sẽ hết ho và ngứa. Mát gan, dùng lá chanh, lá cốt xay, lá gai khô, mỗi vị 12g, sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được.
Chia bát nước ra làm hai, uống sau bữa sáng và tối. Kiên trì thực hiện trong vòng 15 ngày để có kết quả tốt nhất. Dùng lá chanh, lá cối xay, lá gai khô, mỗi vị 12g. Tắt với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Giúp tóc bóng mượt. Chuẩn bị lá bưởi, hương nhu và lá chanh tươi, mỗi vị 30g. Rửa sạch, nấu lấy nước gội đầu. Chỉ cần từng gội một lần là sẽ có mái tóc bóng mượt hẳn. Nước gội đầu từ lá chanh giúp bạn có một mái tóc bóng mượt hơn. Chữa cảm sốt không ra mồ hôi. Cảm không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này, cần 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Ngoài lá chanh, có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt, lượt bằng nhau, sắc uống trong ngày. Điều trị hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2-3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh 10g, lá cây tầm xong 8g, tinh tre 10g, phơi khô tán bột, rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng 8-10 phút, ngày làm 2 lần. Bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng. Chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em. Khi trẻ em bị đầy bụng, bí tiểu, có thể lấy lá chanh giã nát, hấp nóng, đắp vào rón. Ngoài chữa cảm sốt, lá chanh còn có thể chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em hay bảo vệ răng. Bảo vệ răng. Nếu răng lung lay yếu, hãy lấy 40g lá chanh tươi, đun cách thị lấy nước, ngày ngậm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút, sau 3-5 ngày, răng chắc hơn. Trị nám sau sinh. Bắt nồi nước lá chanh còn nóng và xông mặt trong 20 phút để đẩy tinh chất ngấm sâu vào da để trị nám, làm cho làn da trắng sáng mịn màng. Với cách xông mặt trị nám sau sinh này, bạn phải thực hiện kiên trì ít nhất trong 3 tháng mới cho kết quả. Hơn nữa, chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xông khoảng 15-20 phút, thực hiện 3 lần trong tuần, giúp làm mờ nám, làm đẹp da. Chữa bệnh viêm xoang. Tinh chất có trong lá chanh chống lại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh xoang. Dùng lá chanh khô, đun sôi trong vòng 10 phút, sau đó chắc lấy nước và sử dụng nó để súc miệng mỗi ngày, giúp thông mũi, thông họng và hạn chế chất nhầy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lên. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình. Đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma. Thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tan, cùng âm với tàn ma, tàn tóc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng. Vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa.
thường thì đa, thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loài cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắc, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chạm mặt cây chữa ung thư mà không biết. Xung quanh vườn nhà của mỗi gia đình có rất nhiều cây thuốc nam có tác dụng chữa bệnh thần kỳ nhưng ít người biết. Trong số này có cây núc nát, tên khoa học là Aculum Indicum Ven. Đây vừa là cây thực phẩm, vừa là cây thuốc vô cùng quý trong văn hóa chữa bệnh của người Việt. Lá, hoa và quả khi còn non có thể làm món xào, luộc hay nộm. Hoa và quả thường thu hoạch vào mùa hè. Trên thế giới, các nhà khoa học cũng có nhiều nghiên cứu và xác minh thực nghiệm về tác dụng chữa bệnh của cây núc nát. Trong đó, nổi bật là điều trị các bệnh như dạ dày, viêm gan, dị ứng, viêm phế quản, mụn nhọt, lị và đặc biệt là ung thư. Trong hạt và quả cây núc nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid, có tính kháng histamine, tác dụng tốt đối với bệnh dị ứng, mề đay và mẩn ngứa, và chất đắng kết tinh arosilin, alkaloid. Hạt núc nát phơi khô, sắc uống, hạt tán bột uống có thể giúp điều trị viêm hạ cấp và mãn tính, viêm phế quản, ho gà, đau dạ dày, đau mạn xương. Với vỏ núc nát, thường được đẽo trên vỏ cây còn sống, khi phơi, sấy khô, thường gọi là hòn bá nam, có vị đắng ngọt, tinh mát, có tác dụng thanh nhiệt táo thấp, tiêu thủng, giải độc. Ngoài ra còn có tác dụng chữa viêm gan, vàng da, viêm bàng quang, địa chảy, viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản, ho khan tiếng, sởi, mề đay. Dùng vỏ núc nát lượng 9 đến 15g, sắc hạt nấu thành cao uống, kết hợp bồi ngòi, hạt rửa giúp điều trị dị ứng, mề đay. Đặc biệt, hòn bá nam có hiệu quả rất tốt trong điều trị ung thư. Hòn bá nam là vị thuốc chính, để kết hợp với những vị thuốc nam khác để giải độc cơ thể, cân bằng nội môi, điều chỉnh hệ miễn dịch trong cơ thể để loại bỏ dị vật, khối u, tế bào lạ. Do vỏ núc nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid. Phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên, không can thiệp cũng là xu hướng của thế giới hiện nay. Tức dùng các loại dược vật thay cho hóa chất tổng hợp để chữa các bệnh chuyển hóa, miễn dịch theo quy luật sinh học. Một số bài thuốc khác từ vỏ cây núc nát: chữa đau tức hạ sườn phải, da vàng, nước tiểu đỏ, do can khí ức kết. Vỏ cây núc nát: hòn bá nam 16g, bạch thược 12g, hạt dành dành, chi tử 12g, đan bì 12g, nhân trần 12g, xài hồ 16g, sa tiền 12g, cỏ nhỏ nồi 16g, rau má 20g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc nát 16g, chó đẻ răng cưa 16g, có xay 16g, xài hồ 12g, đường quy 16g, tam thất 10g, thanh bì 12g, cơm rượu 16g, sa tiền 12g, rễ cỏ tranh 16g, cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa đau dạ dày: vỏ cây núc nát, bồ hòn, ngũ linh chi, ô tạc cót, sắc nước uống. Chữa viêm da, dị ứng, mụn nhọt, mãn ngứa: vỏ cây núc nát sau qua 16g, kim ngân hoa 16g, kinh giới 16g, phòng phong 10g, hạt dành dành 10g, xài hồ 16g, đinh lăng 16g, xuyên khung 10g, bạch chỉ 10g, xài đất 16g, lá cơm rượu 16g, ức kim 10g, cam thảo 10g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần.
vỏ cây núp nát 16g, lá đơn đỏ 14g, cái dầu ngựa 14g, kim ngân hoa 16g, tô mộc 10g, trần bì 10g, cúc hoa 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Thuốc rửa hạt bôi tại chỗ: vỏ cây núp nát, hòn bá nam 50g, lá kinh giới 30g, lá đinh lăng 30g. Sắc lấy nước rửa hạt bôi ngoài da ngày 2 lần. Chữa bệnh sởi cho trẻ em: vỏ cây núp nát 6g, kinh giới 6g, kim ngân hoa 4g, liên kiều 6g, lá diếp cá 5g, mã đề 4g, xà đất 5g, hoa hồng bạch 4g, huyền sâm 8g, xài hồ 4g, cam thảo 2g, đương quy 4g, sắc uống ngày 1 thang chia 3-4 lần. Chữa lị: vỏ cây núp nát 20g, hòn liên 12g, cỏ sữa 20g, khổ sâm 16g, lá nhót 20g, cỏ mài 16g, hạt sen 16g, bạch trực 12g, chích cam thảo 12g, cỏ nhỏ nồi sao đen 20g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núp nát 16g, búp ổi 12g, đinh lăng 20g, khổ sâm 16g, rau sam 20g, hoa hè sao đen 16g, cỏ sữa 20g, bạch trược 12g, cỏ ngũ sắc 16g, ngũ gia bì 16g, hoàng đằng 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa vú có cục rắn, đau: vỏ cây núp nát 16g, hương nhu 16g, cắt căn 16g, trinh nữ hoàng cung 6g, bất kim 10g, tám nhân sao đen 16g, đinh lăng 16g, hà hoa sao vàng 20g, đương quy 12g, hoàng kỳ 2g, xuyên khung 12g, tam thất 12g, huyền sâm 16g, xương bồ 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, dùng trong 20 đến 30 ngày một liệu trình. Lưu ý: người mắc chứng hư hàn gây đau bụng, đầy bụng tiêu chảy cẩn thận khi dùng núp nát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính, hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Di Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột,
và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe. Mặt trái đáng sợ của món trứng vịt lộn bổ dưỡng. Không thể phủ nhận những công dụng của trứng vịt lộn, nhưng khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về cái lợi và hại để có cách dùng, cách ăn sao cho có lợi nhất. Trứng vịt lộn được coi là món ăn bổ dưỡng có tác dụng vàng, không chỉ là thực phẩm, trứng vịt lộn còn được coi là vị thuốc bồi bổ cơ thể. Không thể phủ nhận những công dụng của trứng vịt lộn, nhưng khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về cái lợi và hại để có cách dùng, cách ăn sao cho có lợi nhất. 1. Những lợi ích của trứng vịt lộn. Theo đông y, trứng vịt lộn có tác dụng tu tâm, dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể nhanh tăng trưởng. Khi dùng chung với gia vị như rau răm, gừng tươi, trứng vịt lộn trở thành một bài thuốc chữa bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể, còi cọc, đau đầu, chóng mặt, yếu sinh lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, trong trứng lộn có chứa 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212mg phospho, 600mg cholesterol, 182 calo năng lượng. Ngoài ra, trong mỗi quả trứng còn chứa rất nhiều vitamin A, tiền vitamin A, chất sắt, glucid, vitamin B1 và C. Để phát huy hết công dụng của trứng vịt lộn, người ta thường ăn kèm với rau răm, gừng tươi và một chút muối. Đây cũng chính là những vị thuốc đông y giàu dược tính. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, giải độc thực phẩm, tăng cường chức năng tình dục. Trong khi đó, rau răm tính ấm, có tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn, ích trí, mạnh gan cốt, chữa lành bụng, say nắng. 2. Tác dụng khi ăn nhiều trứng vịt lộn. Nhiều người chỉ hiểu đơn giản là ăn trứng vịt lộn quá nhiều không tốt, nhưng cụ thể không tốt như thế nào thì lại không rõ. Thực ra, nếu lạm dụng món ăn này và sử dụng không đúng cách, thì tác hại của nó không chỉ là không tốt, mà rất có hại cho sức khỏe. Gây thừa vitamin A. Ăn nhiều trứng vịt lộn và ăn một cách thường xuyên cũng khiến cơ thể bị dư thừa vitamin A. Lượng vitamin A dư thừa này sẽ tích lũy dưới da, gan và làm vàng da, bong tróc da, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành xương. Nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Trứng vịt lộn tuy giàu đạm nhưng cũng chứa nhiều cholesterol, nhất là những cholesterol xấu, góp phần gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, bệnh gút. Những người đã có sẵn bệnh cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tim mạch, viêm gan thì càng nên hạn chế ăn trứng vịt lộn. Nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, ảnh hưởng đến sinh lý. Bản thân trứng vịt lộn không làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của người ăn, nhưng nếu ăn nhiều trứng vịt lộn cũng có nghĩa bạn đã tiêu thụ nhiều rau răm, loại gia vị được cho rằng làm suy yếu khả năng sinh lý của quý ông. Đông y cho rằng ăn nhiều rau răm sẽ sinh nấm rác, giảm khả năng tình dục của nam giới. Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy rau răm chứa một số loại tinh dầu có khả năng ức chế tình dục. Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy rau răm chứa một số loại tinh dầu có khả năng ức chế dục tính, không tốt cho người tỳ vị hư, yếu. Theo đông y, trứng vịt lộn tính lạnh, mát. Người có tỳ vị hư ăn vào dễ gây trì tệ. Theo đông y, trứng vịt lộn tính lạnh, mát. Người có tỳ vị hư ăn vào dễ gây đầy trệ. Theo đông y, trứng vịt lộn tính lạnh, mát. Người có tỳ vị hư ăn vào dễ gây đầy trệ, không tiêu, gây bán buồn, ảnh hưởng không tốt đến gan, thậm chí dẫn đến nguy cơ xơ gan. 3. Ăn sao cho đúng. Nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng để dạ dày có thời gian tiêu hóa hết chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm này. Không nên ăn vào buổi chiều hoặc tối để
không nên ăn vào buổi tối, không nên ăn vào buổi chiều hoặc tối, dễ gây đầy bụng, khó chịu, không tiêu hóa được. Ăn bao nhiêu cho đủ? Trẻ em dưới 5 tuổi không nên ăn trứng vịt lộn, do hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, dễ dẫn đến tình trạng không tiêu hóa được, ảnh hưởng tới sức khỏe. Trẻ trên 5 tuổi nên ăn 1/2 quả trứng một lần, tương ăn từ 1 đến 2 lần. Bà bầu nên ăn mỗi tuần 2 quả và khi ăn, hạn chế hoặc không ăn rau răm. Những người có bệnh cao huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút cũng nên kiêng hoặc không ăn. Nhiều trứng vịt lộn. Người gầy yếu, muốn tăng cân nên ăn nhiều trứng vịt lộn. Khi ăn nhớ kèm theo đĩa lạc hoặc một chút dầu ăn để giúp hấp thu dưỡng chất có trong trứng vịt lộn tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.